Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì thật sự với các bác rằng là có rất nhiều điều trong một cái hội nghị trung ương lần thứ 9 vô cùng đặc biệt. Vô cùng đặc biệt. Chắc hẳn hôm nay thì các bác cũng đều có thể thấy rằng là sự xuất hiện của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà có thể nói trong một cái khung cảnh tương đối đặc biệt khi mà chúng ta xem qua vào cái video clip lúc 12 giờ trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Và đây là hình ảnh. Và chúng ta thấy bác Trọng không quá gầy với mái tóc bạc. Đây là toàn cảnh hội nghị. Và có thể chia sẻ đôi điều với các bác thế này. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ ở trên hội nghị thì chúng ta sẽ thấy rằng là như các bác có thể nhìn thấy thì thay vì cái ghế bình thường khoảng tầm 4 người ngồi trên, 5 người ngồi trên thì hiện nay là còn có 3 người. Bác Trọng thì cũng không ngồi ở trên ghế bục phát biểu nữa trong lúc này nữa, mà bác sẽ phát biểu ngay tại bàn của mình. Và ngồi cạnh bác Trọng thì ngoài Thủ tướng Phạm Minh Chính ra thì đó chính là Đại tướng Lương Cường. Nhiều bác sẽ hỏi rằng là cô Mai ngồi ở đâu? Thì xin thưa với các bác rằng là cô Mai vẫn xuất hiện ở trong hội nghị trung ương này. Và chúng ta nhìn cái ghế này thì thật sự chúng ta sẽ cảm thấy rằng là rất chạnh lòng. Đây là hình ảnh ngay dưới bản đầu đài. Và các bác có thể nhìn thấy một cái bàn rất dài với tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ghế. Và cô Mai cũng một ghế. Và bên kia thì là bên của Đại tướng Tô Lâm. Đây là hình ảnh hội nghị Trung ương 9 và thật sự là có nhiều biến đổi xảy ra khi mà chúng ta thấy rằng là đối với hội nghị Trung ương 9, chúng ta đã mất đi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chúng ta cũng đã mất đi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, và cô Mai thì không ngồi ở vị trí Thường trực Ban Bí thư như bình thường nữa, mà cô ngồi ở phía dưới. Như vậy thì có vẻ như là cô đã từ chức khỏi cái vị trí là Thường trực Ban Bí thư. Và như vậy thì có thể nói rằng là bằng cách ngồi ở vị trí bên trên thì Đại tướng Lương Cường sẽ thay thế cô ngồi chỗ đó. Việc này thì cũng là rất bình thường cho cuộc sống, biết làm thế nào được, đúng không ạ? Nhưng vừa rồi chúng ta thấy rằng bên Slovakia người ta còn kinh khủng hơn khi một nhà thơ cũng là một cựu nhân viên an ninh cao cấp thì đã rút súng để mà bắn 4 nhát vào thủ tướng của Slovakia. Cho nên rằng là chúng ta ở đây có thể nói là sai thì từ chức hoặc là thế nào đó, cảm thấy rằng là không vui vẻ, không làm gì đó nữa thì việc từ chức hoặc rằng là cho thôi chức hoặc cho miễn nhiệm, đó là cái chuyện mà bác Trọng và Trung ương thấy rằng là bình thường. Hôm nay và ngày mai và đến ngày kia thì hội nghị Trung ương 9 sẽ kết thúc. Và lúc đó chúng ta sẽ có nhiều vị trí mới. Và cái điều tôi quan tâm nhất thì đó là ai sẽ thay thế Đại tướng Tô Lâm ngồi ở ghế Bộ trưởng Bộ Công an, khi mà Đại tướng Tô Lâm có thể được bầu vào vị trí là Chủ tịch nước. Và đối với tôi đây là một cái nó quan trọng nhất. Nhiều người thì đồn rằng là có thể là tướng Tam Quang hay thế nào đó một tiên, hoặc là Duy Ngọc hay vân vân. Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng là trong các quy định của Đảng thì phải có cái sự tôn trọng nhất định. Và ở đây thì để mà nói thì có 3 cái phương án có thể đưa ra vị trí Bộ trưởng Bộ Công an.
Một là lấy người hiện nay đương nhiệm để mà chỉ định sang làm ghế bộ trưởng, những người mà đã kinh qua ngành công an và cũng đang giữ cái vai trò là chủ là ủy viên bộ chính trị, thì chúng ta hiện nay đang có 3 người đủ cái điều kiện tiêu chuẩn, thì đó chính là ông Phan Đình Trạc, đó chính là ông Nguyễn Hòa Bình và đó chính là ông Nguyễn Văn Nên, thì đều có đủ tiêu chuẩn này. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải bầu bổ sung vào bộ chính trị và sau đó là giao cái phần bộ công an cho cái đó, thì có rất nhiều người và để bao gồm có cả thượng tướng Trần Quốc Tỏ hiện nay đang là phó thủ phó nghĩa là đừng thứ trưởng thường trực, tức là chỉ sau đại tướng Tô Lâm tại bộ công an là thứ trưởng thường trực, cũng có cái ủy viên trung ương là hơn 8 năm rồi. Còn đối với cả tướng Duy Ngọc và tướng Lương Tam Quang thì cái năm nó chưa đủ, năm chưa đủ. Có lẽ đây là một trong những đại hội, nghĩa là trong những hội nghị trung ương mà tôi rất ít bình luận hoặc bình luận rất là ngắn, nhưng mà qua khung cảnh này thì chúng ta cũng sẽ hiểu được cái phần nào, đúng không? Thật sự trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng thì nó sẽ rất khốc liệt và nó sẽ chạm tới cái cảm xúc tận cùng của mỗi người. Chúng ta nhìn qua qua cảnh hội nghị chúng ta cũng thấy được là cái mức độ tập trung là như thế nào. Nhưng đó là cũng là điều cần thiết trong cái quá trình xây dựng chỉnh đốn đảng. Bởi vì nếu như không quyết tâm xây dựng chỉnh đốn đảng thì thật sự sẽ rất khó cho chính bản thân đảng và cho tổ quốc, cho đất nước. Việc giữ nghiêm các kỷ luật của đảng từ những việc đơn giản nhất từ nhỏ cho tới lớn, những điều đảng viên không được làm, các quy định của đảng và nhà nước, thì đó là cái điều mà mỗi người phải hiểu rằng đó là cái trách nhiệm gìn giữ và đó cũng là cái cách duy nhất để mà bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước. Nhiều người có bảo kỷ luật nọ kỷ luật kia hoặc là các điều đảng viên không được làm với bất là như thế này như thế kia, nhưng thực tế đó chính là các quy định để bảo vệ chính đảng, quy định bảo vệ chính đảng, và người ta phải nghiêm túc thực hiện. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là người dân chỉ cần nhìn một ông sư thôi, một ông sư không chùa, không thầy, không tài sản đi khắp nơi, nhưng mà được cái là giữ nghiêm cái giới luật, thì ông sư đó được tôn trọng rất lớn. Còn kể cả hoành tráng to tát thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu không giữ nguyên cái kỷ luật thì thật sự nó sẽ mang lại nhiều cái hệ lụy sau này. Và đặc biệt cái hệ lụy lớn nhất là tính tồn vong. Và hệ lụy số 2 đó là đi chệch hướng. Đó là đi chệch hướng. Tôi đều chia sẻ với bác mọi người. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.